Cafe Phúc xin chia sẻ với các bạn về đây là cái sản phẩm mà chống loạn da này, loại bỏ cái hiện tượng là sần vỏ cam này và tăng tốc quá trình tái tạo tái sinh để làm mịn cái nếp da bị lạn này và thích hợp cho con, cho cả mẹ bầu và cho con bú nữa. Hàng của vùng sinh thái sạch An Tai ấy. Đây vùng mối sinh thái sạch An Tai này và nó chiết xuất từ cái thành phần chính đó là Silahit. Đấy thì cái sản phẩm này nó hoàn toàn tự nhiên và không gây tác dụng phụ, dùng được cả cho mẹ bầu và cho con bú. Và chúng ta thấy rằng là cái hiện tượng mà bị rạn da đó là cái khi mà chúng ta thấy lớp biểu bì của chúng ta không có thời gian để thích nghi về việc thay đổi nhanh chóng. Ví dụ như là chúng ta béo nhanh quá này, hay là chúng ta thay đổi nội tiết tố trong cái trong cơ thể, thời kỳ mang thai này, cái ngực và bụng đều có hiện tượng rạn này. Và nó đứt sợi liên kết giữa collagen và elastin thì nó đều tạo ra những cái vết rạn da và nó để lâu ngày thì nó thành sẹo. Và cách sử dụng thì chúng ta có rất nhiều cách để tái tạo cái sẹo đó. Một là chúng ta có thể dùng những cái gel như này. Những cái sản phẩm này của vùng sinh thái An Tai thì cái nó dựa trên cái chiết xuất từ silahit, là một cái chất hoàn toàn tự nhiên và nó kết tinh từ núi đá hàng triệu năm đấy, và nó có những cái đặc tính, ví dụ như là nó có rất nhiều, chứa rất nhiều các cái acid amin này, khoáng chất này, và đặc tính chống viêm nữa, chữa lành vết thương. Silahit thì kể cả trong việc chúng ta dùng để uống, nó cũng giúp là chữa lành viêm đó dạ dày và đào thải cái độc tố cho cơ thể. Và đối với lại những người bị mụn đấy, người ta đắp là silahit lên thì nó cũng giúp là hút những cái độc tố đấy và tiêu mụn đó. Đó là những cái đặc tính rất là quý của silahit mà chúng ta áp dụng trong cái việc thẩm mỹ và làm đẹp và chăm sóc sức khỏe. Và ở vùng núi An Tai thì người ta coi silahit là thần dược của người bất tử, tức là chúng ta dùng trong hàng ngày thì nó vừa tốt cho sức khỏe và vừa kéo dài cái tuổi thọ. Và cái sản phẩm này khi mà chúng ta sử dụng lên trên da thì nó sẽ kích thích và tái sinh mạnh mẽ và tăng cái tuần hoàn máu dưới da, và đồng thời là nó làm cho cái lớp biểu bì của chúng ta ấy, có độ săn chắc này, độ đàn hồi và tăng cái liên kết collagen và elastin. Và chúng ta sử dụng liên tục trong thời gian dài ấy, thì mọi vết rạn da có biểu hiện là mờ đi và hết ạ. Đấy là đây là một trong những cái sản phẩm rất là tốt nếu mà chúng ta sử dụng trong cả liệu trình của chăm sóc da tại spa hoặc là tại nhà, đều có rất là hữu ích ạ. Và cách sử dụng thì hiệu quả nhất là chúng ta phải tắm nước nóng và tẩy ra chết cái vùng da mà chúng ta cần trị rạn đó. Sau đó thì là chúng ta massage gel lên và chúng ta dùng một cái màng bọc thực phẩm để quấn lại cái vùng đó trong khoảng từ 40 đến 60 phút thì chúng ta thư giãn, hoặc là chúng ta có thể dùng một cái đai đá nóng. Đấy, đai đá nóng của Phe Hút là đai Túc Mani này. Đấy, nó đá nóng tự nhiên. Thành ra chúng ta đeo lên thì cái sức nóng này nó làm cho kem và gel nó hấp thụ sâu vào da hơn. Và nó có tác dụng vừa là đốt cháy cái mỡ thừa này, giảm béo và chống cái lạ da. Các cái sản phẩm này thì các bạn có thể tham khảo trên trang mỹ phẩm nga.vn hoặc là Facebook mỹ phẩm nga Phe Hút để được tư vấn kỹ hơn ạ.